Thưa quý vị, tại buổi họp khẩn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng với các sở ban ngành sáng nay 15 tháng 10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hữu quan, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ, nguy cơ sạt lở ở các vùng trũng thấp. Theo báo cáo, tại cuộc họp, tính đến sáng nay, Đà Nẵng đã có một người tử vong do đuối nước trong mưa lũ diễn ra từ chiều ngày 14 tháng 10, với lượng mưa kỷ lục từ 400 đến 700mm và cao nhất tại quận Sơn Trà là 775mm. Đối với các thiệt hại khác như nông nghiệp thiệt hại 7,5 hectare hoa màu, gần 100 vụ sự cố về điện lực do ảnh hưởng của bão, hơn 2.500 trạm biến áp bị mất điện hiện đang được dần khắc phục, song nhiều nơi vẫn mất điện. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đề nghị tập trung xử lý khơi thông ngay những nơi còn ngập, huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh ở khu dân cư, đảm bảo lương thực, nước sạch cho người dân nơi bị ngập, nhất là những nơi đang ngập và tiếp tục ngập. Thăm hỏi kịp thời người dân, gia đình bị nạn, khẩn trương thống kê những địa phương bị thiệt hại, đồng thời biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị tích cực trong bão lũ. Dự báo từ hôm nay 15 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, trên địa bàn tiếp tục xảy ra mưa và tiếp tục xuất hiện một đợt đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 3, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở vùng trũng thấp. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay 15 tháng 10, ngay khi nước rút dần, người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liền bắt tay dọn dẹp nhà cửa, nhiều nhà vận động cùng nhau dọn rác. Người dân nơi đây đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Đà Nẵng. Sau một đêm chìm trong biển nước, khi nước rút, người dân ở thành phố Đà Nẵng tập trung bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, hậu quả của lũ gây ra. Đồng thời người dân từng tuyến phố cũng vận động nhau dọn dẹp rác, bùn non còn đọng lại đoạn đường nơi nhà mình sống. Thì sáng là tầm cỡ là 3 giờ 4 giờ sáng là nước mới rút hết hoàn toàn. Và bây giờ là nhà mình là đem cái đồ dựa là nước dội, tầm là tủ lạnh tủ đồ thì mở ra hết, hư hết đồ đồ đó. Còn nước thì lấy nước dội sơ sối nhà. Nước cũng vô khoảng 7 đến 80, rồi cũng sau khi mà lũ rút rồi thì gia đình đấy là cũng dọn dẹp rồi thống kê cái thiệt hại trong nhà. Nói chung thì mọi thứ trong nhà đều đảo lộn hết. Lũ cũng làm cho những tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng bị ngập. Sau khi dọn dẹp trong nhà xong, nhiều hộ dân nơi đây lại cùng nhau dọn tuyến phố. Mọi người chung tay dọn dẹp, cây cối đổ ngã được tập kết cho công nhân môi trường đến thu gom và cùng động viên nhau làm sạch đường phố để nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường. Cùng với Đà Nẵng, bão số 5 gây mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hàng vạn người dân ra khỏi vùng trũng thấp. Đã có sạt lở đất, nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. Một đêm mưa rất to, thì đến khoảng 8 giờ sáng nay, mưa ở Thừa Thiên Huế đã bắt đầu ngớt. Tuy nhiên, mực nước trên các sông hiện tại rất cao. Sông Bồ và sông Hương thì đang trên vực trên báo động 3. Và mực nước thì sấp xỉ đỉnh lũ của năm 2020. Trên các đường phố ở thành phố Huế và các huyện thì phần lớn đều đã bị ngập. Mực nước sông Hương, sông Bồ ở Thừa Thiên Huế vượt mức báo động 3 từ rạng sáng nay. Mặc dù ngớt mưa nhưng các hồ thủy điện, thủy lợi phía thượng lưu đã gần đầy, buộc lãnh đạo Thừa Thiên Huế phải ra lệnh điều tiết với lưu lượng xả tăng dần lên đến gần 1.000 mét khối trên giây. Dự báo mực nước trên các sông sẽ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2020. Thì ở đây là chúng tôi cũng cảnh báo, trong quá trình xả lũ chúng tôi cũng đã có cảnh báo đến từng người dân ở các vùng hạ du. Và cũng cảnh báo với người dân ở trong cái ngày 15 này thì cái mực nước hiện nay là do mưa thì vẫn đang duy trì ở mức cao trên báo động 3. Do vậy thì cũng đề nghị người dân ở trong cái vùng hạ du thì cũng hạn chế đi ra đường cũng như là cố gắng kê đồ đạc để đảm bảo cho cái việc mà an toàn cho người dân trong cái quá trình mà chúng ta phòng chống lũ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến 0 giờ ngày 15 tháng 10, mưa lớn đã làm ngập lụt trên diện rộng, làm hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập. Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế bị ngập 6 điểm, quốc lộ 49 bị ngập sâu tại huyện Phong Điền, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở. Đoàn tàu SE7 Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh cùng 183 hành khách bị mắc lụt, buộc dừng ở ga Huế.
trên địa bàn huyện Phú Lộc xảy ra 2 vụ sạt lở đất đá vào 2 nhà dân ở xã Lộc Trì và Lộc Bình. Rất may trước đó lực lượng chức năng đã sơ tán toàn bộ người dân trong 2 nhà này đến nơi an toàn. Đến thời điểm này chưa có ghi nhận thiệt hại về người.